Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, chúng ta sẽ có một cái sự kiện mới sắp tới, đó là sự kiện tranh vẽ Long Tộc. Phải chăng là các bạn đang rất hoang mang với những gì các bạn Bảo Ngọc đang chia sẻ đúng không? Bạn Bảo Ngọc chia sẻ trên group Thánh Địa AFK. Thì cái đây không phải là một cái chế độ chơi mới hay hệ thống sức mạnh mới đâu bạn. Đây là sự kiện nha, sự kiện tranh vẽ Long Tộc. Bạn phát thảo của khách hàng mô tả đầu rồng, nhưng đó không phải là điều tôi mong đợi. Văn tự nói rằng mắt rồng tràn đầy trí tuệ, có vẻ như chúng ta phải cần tìm kiếm những manh mối khác. Đây các bạn, đây là đầu của mấy con rồng. Đó, ví dụ như ở đây là cái đầu rồng này các bạn, đầu rồng. Đầu rồng. Mắt rồng tràn đầy trí tuệ. Chúng ta phải tìm một cái mắt rồng nào mà tràn đầy trí tuệ. Các bạn nhìn cái mắt nào tràn đầy trí tuệ đó các bạn. Con này giống con rồng không? Không, con này không phải con rồng. Mắt này nhìn ngáo ngơ quá, mắt này nhìn dữ quá. Còn mắt này thì nhìn lọ quá các bạn, mắt nào ta? Mắt rồng tràn đầy trí tuệ thì mình chọn đại cái mắt này. Được tới 1000 kim cương luôn các bạn, thơm. Rồi, chúng ta xong ngày 1, chúng ta sẽ sang ngày 2. Ngày 3, ngày 4, ngày 5 thì nó sẽ mở khóa tiếp theo là chúng ta chọn các cơ quan sâu ở trong cơ thể của con rồng này các bạn. Chúng ta sẽ ráp lại thành một cái con rồng cổ đại tranh vẽ Long Tộc, sự kiện này như sau. Hoàn thành ải 3.16 để tham gia sự kiện này. Tranh vẽ Long Tộc sẽ kéo dài 9 ngày. Mỗi ngày bạn có thể cố gắng phục dựng hình ảnh của loài rồng huyền thoại. Bạn sẽ nhận được phần thưởng trong lần đầu tiên phục dựng từng bộ phận trên cơ thể, và tổng cộng sẽ có 6 bộ phận các bạn. Và chúng ta sẽ nhận phần thưởng như sau. Đây là 10 cái rương trang bị độc quyền. Bên này thì chúng ta có ấn vàng nè. Bên này thì chúng ta có ấn đỏ. Bên này thì chúng ta có xu. Bên này lại có 1000 kim cương. Và cuối cùng là chúng ta sẽ được có cái vé này. Vé này nó mang tên là Phù Hiệu Long Tộc. Phù Hiệu Long Tộc. Và chúng ta sẽ có 10 cái. Một ấn pháp long được thấm đậm máu rồng bằng phép thuật long ngôn cổ đại. Bằng phép thuật long ngôn cổ đại các bạn. Cái này là nó có một cái tác dụng khác nha. Nếu mà phần thưởng bằng cái này thì sự kiện này nó dạng là sự kiện mở đầu cho một cái hệ thống sức mạnh mới rồi các bạn. Cho mình rút lại cái lời mình nói lúc trước các bạn. Gần như là nếu mà nó thưởng vé như vậy thì đây là cái sự kiện mở đầu. Sự kiện mở đầu cho một cái hệ thống sức mạnh mới rồi. Sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống sức mạnh mới mang tên là rồng cổ đại. Nó có thể là theo bút cho team, theo cái dạng như là cái con thần thú đó các bạn. Và ngồi những hình ảnh này thì bạn Bảo Ngọc còn gửi cho chúng ta một vài hình ảnh của những cái con rồng cổ đại khác, cũng như là một vài thông tin khác, thì mời các bạn cùng xem nha. Khúc đầu mình tự nói xong rồi mình tự sửa luôn các bạn nha. Đây là hình ảnh hoàn chỉnh của con rồng đầu tiên. Con rồng đầu tiên mà lúc nãy chúng ta chọn này các bạn. Đây là cái sự kiện tái tạo lại rồng cổ đại ha. Rồng cổ đại thì diễn ra từ ngày 18 tháng 4 cho tới ngày 26 tháng 4 các bạn. 26 tháng 4. Đây là một cái con rồng cổ đại nè. Đây là con rồng thứ hai các bạn. Và đây là con rồng thứ ba. Chúng ta sẽ có ba cái con rồng cổ đại hình dáng nó như thế này. Đó, con rồng này nhìn siêu ngầu ha, mình rất thích con rồng 3, rồng 1, rồng 2, rồng 3 thì nhìn nó ngầu hơn. Con này cơ bản thì con rồng ngầu nhất. Nó lai tạo giữa rồng phương Đông và rồng phương Tây, có một nét gì đó giống có một xíu gì đó rồng phương Đông một xíu bạn. Mấy con kia thì nhìn nó ngố ngố ngáo ngáo kiểu gì ha. Rồi, chúng ta sẽ có cái này là một trong những thứ mà chúng ta cần nên lưu ý các bạn. Đây là cái, nó ghi là cái chúng ta trao đổi các bạn. Thì chúng ta sẽ có cái như này. Không biết là chúng ta dùng vé. Rồi, chúng ta có thể dùng vé ngắm sao để chúng ta trao đổi thành cái vé ngắm đền. Đúng các bạn. Nhìn giống như là chúng ta trao đổi vé ngắm sao thành vé ngắm đền. Còn bên này chúng ta trao đổi vé ngắm đền thành cái vé ngắm Long Tộc các bạn. Thành cái vé ngắm Long Tộc. Và chúng ta có phù hiệu Long Tộc ở đây. Một ấn pháp Long được ngắm đẫm bằng phép thuật long ngôn cổ đại là chúng ta sẽ xâm đi xâm rồng đúng không các bạn ơi. Hoặc là ít nhất là chúng ta sẽ xâm nguyên liệu để tái tạo nên con rồng. Ok, cái này là một cái đố các bạn, hình này hình gì?
Nhìn cứ như là trên tiên hiệp các bạn ha, nhìn như tiên hiệp tiên kiếm. Đây là ảnh nhật thực toàn phần các bạn. Nhìn như là một đại năng nào đó đang mở cổng không gian, mở cổng không gian đến từ vị diện khác tới vị diện trái đất vậy các bạn. Như là tới mở cổng không gian vị diện khác vậy, nhìn rất đã. Rồi, cơ bản thì có thể xác định cái sự kiện tranh vẽ long tộc này nó là cái mở đầu cho một cái hệ thống sức mạnh mới. Đó là hệ thống sức mạnh mới tạm thời chúng ta gọi là rồng cổ đại đi các bạn. Nó sẽ boost cho team theo một dạng, theo dạng nó sẽ boost full đội hình hay là như thế nào đó thì chúng ta còn chưa xác định được. Nhưng mà chắc chắn với các bạn rằng sau khi mà cái sự kiện rồng cổ đại bên server test nó kết thúc, sự kiện mà tái tạo rồng cổ đại bên server test nó kết thúc thì cũng là lúc mà cái hệ thống sức mạnh này nó sẽ ra mắt các bạn nha. Chờ thôi các bạn, 8 ngày nữa là chúng ta sẽ biết được chính xác cái hệ thống sức mạnh mới này nó là gì và nó hoạt động như thế nào. Hiện tại thì về cơ chế hoạt động cũng như là về cái hiệu quả của cái cây lâm ngôn này nè, là cái vật phẩm để xâm mới các bạn, phù hiệu long tộc như thế này nè, nó còn quá là mơ hồ, chúng ta còn chưa xác định được rõ là tác dụng như thế nào, chúng ta sẽ xâm ra cái gì. Có thể là từng mảnh của con rồng để chúng ta ghép thành rồng, hay là chúng ta xâm ra trực tiếp những con rồng luôn các bạn, thì còn chưa biết chính xác ha. Vậy các bạn thì mình nghĩ cái dạng sức mạnh mới như thế này nó tương tự như những dạng sức mạnh khác của một vài cái con game mình đã từng chơi, thì mời các bạn cùng trao đổi xem thử nó có giống ý kiến của mình không nha. Thì một vài cái con game khác mình chơi á, thì nó sẽ là như thế này các bạn. Nó sẽ mở khóa cái con rồng sẵn cho mình luôn. Tức là chúng ta sẽ mở khóa sẵn con rồng. Mở khóa sẵn con rồng sau khi mà chúng ta đã... Chúng ta sẽ mở khóa luôn cái con rồng sau khi mà chúng ta đã xác định được. À, chúng ta sẽ mở khóa luôn con rồng nha. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng vé để chúng ta xâm ra những nguyên liệu mà để chúng ta nâng cấp lên những con rồng đó. Cái vé xâm kia thì nó có tác dụng là chúng ta sẽ tìm kiếm những nguyên liệu để chúng ta nâng cấp những con rồng này lên ở một cái bậc cao hơn, xịn sò hơn và càng ngày càng mạnh. Thì cái tác dụng của cái vé cuối cùng này nó là vậy các bạn, đó là phù hiệu long tộc. Thì cái tác dụng của nó thì theo mình suy đoán là vậy. Còn các bạn nghĩ cái đây hệ, còn theo các bạn có nghĩ đây là một cái đơn thuần chỉ là một cái sự kiện, hay là nó là nguyên cả một cái hệ thống sức mạnh mới, thì mời các bạn để lại bình luận bên dưới video. Riêng mình thấy phần quà cuối của sự kiện này nó cho cái phù hiệu long tộc, và đây là một dạng vật phẩm mới sẽ ra mắt trong thánh địa AK, thì mình thấy 100% đây không phải là cái dạng sự kiện chúng ta dùng cái phù hiệu long tộc này để trao đổi đâu bạn, mà nó sẽ là một cái tài nguyên trong một cái hệ thống sức mạnh mới dùng để xâm, dùng để triệu hồi, liên quan tới cái những cái con rồng nữa này, liên quan tới những con long tộc này các bạn. Chắc chắn là như vậy, xu với các bạn là như vậy luôn. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và nếu các bạn thấy hay, đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha. Rồi, mời các bạn cùng bình luận về cái sự kiện này cũng như về hệ thống sức mạnh mới bên phần bên dưới video. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Bye bye.